Trong những tháng còn lại của năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, quyết liệt triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số, quy định về hóa đơn điện tử, nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu chi ngân sách, nâng cao hiệu lực tiếp tục nghiên cứu đề xuất theo thẩm quyền việc giảm thuế phí lệ phí cho người dân doanh nghiệp để mạnh hơn nữa đầu tư công nghiên cứu phát triển trái phiếu chính phủ cho đầu tư phát triển như là đầu tư hạ tầng chiến lược chuyển đổi số chuyển đổi xanh và nhà ở xã hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tiếp tục phấn đấu giảm từ 1 đến 2% lãi suất cho vay quyết tâm có giải pháp thiết thực hiệu quả để phấn đấu tăng trưởng tiến dụng toàn hệ thống đến hết quý 2 năm 2024 ở mức 5 đến 6% thực hiện ngay các biện pháp quản lý điều hành và bình ổn thị trường vàng theo quy định hoàn thành công tác thanh tra kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5 năm 2024, nghiên cứu phát hành thêm khoảng 100.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ cho đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia và cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng tài chính.